Mình là Toàn Amigo. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một mẫu phơ GE100 của hãng Moer, một hãng phơ khá thông dụng. Cũng có nhiều anh em hỏi về cái cách làm tiếng hay bất kỳ gì đó, thì mình cũng xin phép giới thiệu sơ lược về cho anh em. Những anh em nào đã nắm qua thì có thể bỏ qua những phần nào mình đã biết. Mình nói có thể sẽ hơi dài một tí xíu, nhưng mà sẽ cố gắng đầy đủ nhất cho những anh em new buy có thể biết và sử dụng được thành thạo về nó. Còn trước tiên, đây là hộp GE100 trên tay mình. Thì các anh em sẽ thấy là về phần connect phía sau mình sẽ có đường input từ guitar, output ở đây, và có đường out-in là để mình có thể quýnh nhạc backing track thông qua đường này, thông qua jack 3.5 từ điện thoại vào, hoặc là một thiết bị phát âm thanh vào để mình chơi. Ở dưới đây thì bên đây là nguồn vào chỉ có 0.3A, 9V DC. Ở phía dưới này mình có thể sử dụng một nguồn khác, đó là sử dụng pin cũng được. Mình không sử dụng adapter riêng trên đây thì mình có quyền mình sử dụng pin. Và đối với hàng GE100 này thì không có công tắc nguồn. Cho nên một số anh em hỏi là như cái nút nguồn nó nằm ở đâu hay gì, thì mình chỉ ghim adapter vào thì nó sẽ lên nguồn thôi. Mà muốn tắt nó thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là rút ra. Rồi, sơ lược trên màn hình chính thì anh em sẽ thấy mình sẽ có là hai cái màn hình, một cái dãy nhỏ ở trên, một hàng mình bự ở dưới, và bốn nút cộng một cái pedal bên đây. Bây giờ mình xin nói sơ về, đây là cái nút bên trái mình, là nút mod. Mod này thì để mình xoay trái phải phải, thì lúc mình xoay thì anh em sẽ thấy là cái màn hình nó sẽ hiển thị đây, tới đây. Đó, mình di chuyển tới đâu thì nó sẽ sáng đèn tới đó. Thì nút này để mình chọn những cái effect gá trên đây của nhà sản xuất, bao gồm SX nè, distortion, amp, noise, EQ, mod, delay, reverb, v.v. Thì đây là nút mod có tác dụng đó. Bên phía bên đây mình sẽ có nút value là để mình điều chỉnh những cái thông số sâu bên trong. Giả sử mình di chuyển cái mod này về cái amp thì bạn sẽ thấy cái màn hình đây, thì mình muốn điều chỉnh những thông số clever, gain, low 2 hoặc là chọn những em khác thì mình sẽ thông qua cái nút này. Cái nút này xoay và nhấn xuống luôn thay cho nút enter đó. Rồi, cái đó là hai nút. Và bên đây là mình sẽ thấy có hai chức năng này. Cái hai nút đạp màu trắng này thì để mình có thể mình chuyển tiếng, thì từ B01 muốn lên B02 thì nhấn nút này lên, muốn giảm xuống, nhấn nút này xuống. Và ở đây các bạn sẽ thấy nó ghi là horn for tuning, thì để mà lên dây á mình nhấn đồng thời hai lúc. Sẽ hiện qua cái giao diện này là cho mình lên dây. Sau khi mình lên mà đúng rồi, mọi cái vẫn thoát ra, nhấn hai cái đồng thời, quay lại cho màn hình chủ cho mình. Rồi, đặc biệt cái đúng bên tay trái mình á, các bạn sẽ thấy nó ghi chữ play và record. Thì sử dụng cho mục đích là khi nào mình sử dụng chức năng lubber, mình sẽ nói sau về chức năng này, lubber này. Đó, thì mình sẽ sử dụng cái nút này để mà nhấn play và record là thu của mình. Rồi, nút bên phải thì mình sẽ thấy nó ghi là stop và delete, thì stop delete này cũng là để sử dụng cho chức năng lubber. Ngoài ra cái nút này các bạn thấy phía trên nó còn ghi chữ on off. On off này để là lúc mình chọn cái mod bên đây. Đây, mình chọn cái mod này thì mình sẽ thấy được là on hay là off nó. Giả sử mình đang lấy đây là noise gây, nó đang là off, bạn muốn on thì nút này cũng có chức năng là on off, nhấn vào thì nó sẽ là on. Đây. Đó. Còn nhấn cái nữa là off. Cái đó là của chức năng on off từng effect của cái nút này. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái nút sell. Nút sell này có tác dụng này, sell này là để lưu những cái tiếng mình đã làm, những cái cài đặt mình đã thay đổi, những cái thông số mình cần lưu lại thì mình nhấn sell này để mình lưu. Rồi, đây nút pedal. Pedal để làm gì? Nút pedal này để set cái pedal này. Mình nhấn vào pedal. Thì bạn sẽ thấy cái màn hình nó ghi pedal set, nó sẽ có 6 chức năng để mình set cho cái pedal này là gì. Ngoài octane, mod, gain này, mình muốn gá nó chức năng gì thì nó là chức năng đó. Giả sử mình muốn gá là chức năng ngoài thì giờ mình quay qua ngoài, nhấn màu đen là ok, có nghĩa nó là ngoài. Rồi sau đó mình có quyền mình sell lại. Đó là của pedal. Cái tiếp theo nữa là writing này, nút này là của trống. Lúc mình nhấn lên, bạn sẽ nghe trống nó lên nè. Đó, tiếng trống lên.
thì trống mình lên này á, mình muốn thay đổi điệu trống hay bất kỳ gì đó, mình sẽ dùng cái nút mod trên đây, mình di chuyển qua tới ở đây room, ngay chỗ dạng sáng ở đây mình sẽ room, đây là trống, thì mình sẽ có những chọn lựa trống khác nhau, nó đang là 01 của bit T1 này, mình muốn thay đổi mình nhấn xuống đây thì màn hình sáng ngay tay mình chỉ, các bạn chỉ cần xoay đây điệu 2, 3, 4, 5, 6 đó, nó có mấy chục điệu để mình chọn, và tempo nó đang là 120, nếu mà mình muốn giảm tempo nữa nhấn cái nữa nó lên màn hình màu đen trên đây là mình giảm tempo rồi, muốn giảm volume cao thấp cũng tương tự như thế đó, đó là chức năng trống, không muốn nhấn tắt rồi quay về màn hình chủ thì quay nó về bên là đây. Rồi một cái nữa là nút lesson, lesson là gì để mình học tham khảo, này mình sẽ có scale lesson và show lesson, thì thật ra những cái phần này đó là những anh em nào mà có nắm nhạc lý căn bản thì về nói về những phần này anh em sẽ biết, còn nếu anh em mà giống như là chỉ chơi và thông qua mọi cái là giống như anh em chỉ với nhau á thì đôi lúc những phần này không cần thiết phải ấy, còn anh em nào đã biết rồi thì có thể vào đây để mà tham khảo những có sẵn hết, cho sẵn đây là đồ trưởng bấm nó như thế nào ha, mình thích qua pha trưởng cách bấm nó làm sao là có đây để mình tham khảo thêm về những cái phần này. Rồi một cái nữa bây giờ mình sẽ nói về cái clubber, mình nói về cái clubber là về cái phần thu lại đối với GE100 á, thì khi nhấn vào clubber, nhấn muốn thu lại, nhấn vào clubber các bạn sẽ thấy có 180 giây để có thể thu lời. À, sau khi nhấn màn hình này mình muốn thu, nhấn play. Đây là đang red nè, nó đang thu. Giả sử mình thu tới nãy giờ rồi, đó mình thu về rồi thì mình muốn nó dừng, nhấn stop. Rồi sau đó mình phát lại để mình quýnh tiếng solo chồng lên chẳng hạn, mình nhấn play. Đó, lúc này mình có thể mình quýnh nè. Mình quýnh tiếng gì đó vô xong rồi đó, mình muốn nhấn thu double, nhấn cái nữa, double rồi. Rồi nó vẫn thu cho mình. Sau khi thu xong rồi, các bạn không thích nữa, các bạn muốn xóa, nhấn giữ. Ok, đây là xóa. Đó là của chức năng clubber và sử dụng hai nút này. Xong rồi, không thích thì mình thoát ra clubber ra. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái cách thức của hoạt động của làm tiếng. Của những cái này thì bạn thấy có hai cái giao diện chính nè. Đối với GE100 này thì mình sẽ có là 80 tiếng preset của nhà sản xuất và 80 tiếng user dành cho người dùng. Nhà sản xuất sẽ mặc định tiếng từ B01 cho tới B80. Đây, B80 là của nhà sản xuất. Các bạn có quyền chỉnh sửa thay đổi thông số của B01 cho đến B80. Nhưng tới lúc các bạn lưu thì nó sẽ chuyển qua là trạng thái là của U, là user, chứ không lưu chồng lên được theo giống như của GE200. GE100 thì nó không cho lưu chồng trạng thái đó. Lúc bạn thích cái tiếng, giả sử là cái tiếng nào đó của cái B này thì bạn muốn lưu lại. Rồi ok, sau khi lưu rồi bạn nhấn save. Nhấn save đây là lưu. Giả sử nó mình cổ là B74 mình lưu thì nó qua là U74 nè. Bây giờ mình không thích lưu ở U74, mình lưu ở những tiếng khác. Rồi các bạn chỉ cần nhấn xuống. Này. Nhấn cái nút giảm xuống chẳng hạn. À mình muốn đó là U55 chẳng hạn. Rồi ok, chọn nó là U55, mình nhấn xuống U55 rồi. Giờ cái tiếng nó là funky, giờ mình không thích cái tiếng là funky, mình muốn đặt cái tiếng nó là giả sử là 01 đi chẳng hạn. Rồi ok, vậy thì mình thay đổi nó bằng cách nào? Cái nút value này, các bạn nhận qua. Đây, nút xóa là của cái đèn đầu tiên nè, ngay tay đó là nút xóa. Còn thí dụ cái mấy cái chữ kia thì mình không nói. Rồi, thí dụ mình muốn 01 rồi, cho số 0 vô. Rồi cho số 1. Rồi đây, đó là tiếng 01. Sau đó mình lại nhấn sell. Ok, có nghĩa là mình đã cái tiếng 74 này mình đã copy qua bên U55. À bây giờ mình kiểm tra thử nha, U55. 53 54 đây. Đó là U55 tiếng 01 với lại ba trạng thái này giống y chang hồi nãy. Đó là cái cách mình lưu tiếng từ B sang U. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái cách làm tiếng. Cách làm tiếng thì đối với anh em newbie chưa biết về cái cách làm tiếng như thế nào á, thì dễ nhất đó là mình sẽ dựa vào những cái tiết reset của nhà sản xuất và mình chỉ điều chỉnh, tinh chỉnh trên đó để tạo ra cái tiếng riêng mình. Còn những anh em đã biết về cái cách làm tiếng, đường đi của tiếng thì tất nhiên cái chuyện đó thì nó đơn giản rồi. Bây giờ mình nói giả sử bây giờ mình cần cái tiếng đây.
cái tiếng, giả sử mình tầng cái tiếng đây nó ghi là Tallinn nè, giờ mình muốn là thích cái tiếng này, giờ mình điều chỉnh, mình cho đàn lên cho nó dễ. Đây, ví dụ cái tiếng mặc định của nhạc sản xuất nó ra như vậy. Đó, mình cần tiếng lên thôi thì cái FX này sẽ nên bỏ đi. Đây, mình là pha dơ, nó đang là pha dơ thì mình sẽ nghe cái tiếng nó giống như vậy. Đó, giờ mình không thích, mình bỏ đây, nó đang là on nè, mình muốn bỏ cái tiếng này đi, bỏ cái FX này đi thì mình sẽ nhấn up. Đây là up, khi bạn quay lại, đây là nó sẽ mất đi, FX mất. Nó chỉ còn lại cái tiếng của em F clean. Giả sử mình nghe cái tiếng này mình thấy cái mình không thích cái em là tầm F clean này, mình có thể thay đổi em khác bằng cách nào thì mình sẽ nhấn vào đây. Khi cái nút đen nó nằm vị trí nào, đây là mình có thể thay đổi. Mình muốn qua ra clean. Hoặc là mình không thích, mình muốn qua Batman. Này nó giả lập những cái em khác nhau thôi, mình giả sử tiếng lên mình để là ra lên, mình thích giả sử tiếng này. Đó, đây là lên. Thì bây giờ mình thấy có delay và reverb, mình thấy cái tiếng nó mình muốn delay. Delay nó đang sử dụng là dynamic. Giờ các bạn có thể sử dụng cái delay khác nhau, mình chọn bằng cách nhấn nút này xuống. Đây hiện có dynamic, giờ giả sử mình chọn là delay nó là digital. Rồi bây giờ mình cần cái tiếng nó cái level, cái mức của delay mình muốn lên một tí xíu, feedback nó nhiều ra để cái tiếng nó hơi dài, đồng tiếng cái thời gian nó nhiều lên. À, mình coi có sự thay đổi không nè. Rồi ok, giả sử bây giờ mình muốn qua cái reverb nó đang chọn là host của hội trường bên này, mình search nhà thờ. Và tìm mọi cái bạn thích cái nào, giả sử mình muốn là spring ở đây rồi, cái này thì tùy theo mọi cái đó, mình giảm cái tone này dạng tí. Giả sử mình thích tiếng này rồi, mình thấy làm gì là ok của tiếng lên là mình lưu lại. Ok, các bạn chỉ cần nhấn save, nhấn save thì mình nó sẽ, hồi nãy là B01 nó sẽ mặc định là qua U01 nè. Bây giờ mình không thích lưu ở 01, mình nói giờ muốn lưu ở 05 cho mình. Ok, nhấn lên 05. Ok, cái tiếng nó đang là lại lên, mình chỉ muốn nó là clean thôi. Rồi mình sửa lại bằng cách nhấn này xuống. Nhấn này thì mình bỏ qua thôi. Ví dụ mình xóa đây. Đó, mình muốn xóa bất kỳ gì đó mình cứ nhấn này qua ha. Quay về đó, tự nhá về đây, quay là đây là cái cục xóa đâu. Rồi ok, sau khi xong lên mình nhấn, có nghĩa là mình U05 mình đã có tiếng lên. Bây giờ mình muốn kiểm tra, mình quay lại U05 mới phải cái tiếng của nãy mình làm không nha. Clip rồi, đó là về cái cách làm tiếng từ B qua bên kia. Bây giờ nếu mà anh em muốn ở cái tiếng lên này, cái pedal ngay vị trí U05 này, cái pedal này nó là cái gì thì mình có quyền set. Giả sử ngay chỗ vị trí U05 này mình chọn nó là, chọn beta nó là gain ha, mình sẽ chọn vô đây, mình lại nhấn save một lần nữa thì có nghĩa U05 này beta này nó là gain. Đây rồi, thí dụ mình không thích nó là gain, mình chọn nó beta giả sử nó là ngoài ha, thì mình anh em chỉ cần chuyển qua đây nó là ngoài, nhấn save tiếp vẫn là của U05 thì nó sẽ là ngoài. Ok, đó, cái đó là về cái cách là. Rồi bây giờ giả sử về quay về trạng thái là của những cái tiếng khác thì như thế nào? Nó mặc định của nhà sản xuất có 80 tiếng mà, thì anh em có thể là tham khảo, giả sử cái tiếng 01 mình làm clean rồi, mình qua cái tiếng 02, 03 là qua solo. Qua tiếng này thì mình thí dụ mình thích thêm những cái nào vào ha, chẳng hạn thì mình có thể mình thêm hát vào để mình làm thôi. Ở đây mình sẽ nói về những cái này, mình có là cái reverb nè, một cái delay, một cái mod này, thì giả sử là mình muốn thêm cái nào thì anh em phải tự giống như là dành thời gian bỏ ra để mà mình dọc nó
để mình tạo ra một cái tiếng ưng ý của mình. Giả sử như là đây của B03 nó là qua solo. Giờ cái tiếng nó sẽ ra như thế này. Rồi mình muốn nó cái tiếng nó mình nghe nó hơi ngắn quá đi, mình thích delay một tí xíu. À, mình có thể mình cho cái feedback này nó lên, cái level của delay nó lên, cái echo này lên miếng dàn lên. Thì anh em chỉ cần là tinh chỉnh ở trong đây là có thể tạo ra một cái tiếng rằng riêng mình, không cần phải làm qua cái tiếng tự làm một cái tiếng khác. Đó là những anh em chưa biết về cái cách làm á. Còn nếu mà anh em đã biết rồi thì cái chuyện đó nó đơn giản rồi. Giả sử mình đó là một cái tiếng này, mình thích cái tiếng này để mình lưu nữa. Nãy giờ mình có sửa delay miếng, mình muốn lưu lại rồi, nhấn save. Giờ mình chọn ví dụ đứng nãy U05, mình muốn nó đứng gần U05, giả sử là U04, rồi tiếng này qua solo hay chỉnh sửa tiếng gì. Đó, rồi mình chọn cái pedal nó là cái gì? Hoa luôn ha. Rồi ok, nhấn save U03 đi, U04. Rồi, qua solo. Ok. Đó, giờ mình quay lại mình kiểm tra. Không bốn ngoài solo. Chuyển sang của 05, nó là tiếng liền nãy. Bây giờ mình có hai ca, mình sẽ nói về những cái tiếng khác thì anh em cứ tìm hiểu và tự mò theo dạng như là mình tự điều chỉnh theo cái phụ thuộc vào cái cây đàn của mình, xài pickup như là pickup gì và cái tình trạng của cây đàn mình như thế nào thì mình có thể tinh chỉnh dựa vào thông số đó. Những cái mình đã có sẵn này chỉ cần bỏ thời gian ra là anh em có thể sử dụng một cách thành thạo và nói chung rất là dễ làm, không có gì phải là khó khăn cả. Và trên đây sẽ không có cái nút nào gọi là nhấn mà nó phá hủy hay nó hư cái gì cả, cho nên là không có gì phải đáng ngại. Mình cứ bỏ thời gian ra mình rọc để mình tìm hiểu nó và mình làm chủ control được nó thì điều đó là rất là ok. Giờ giả sử bây giờ mình nói tiếng 04 với 05 này, lúc làm rồi thì sẽ có một trở ngại, đó là cái tiếng của 04 và 05 nó không đều nhau. Bây giờ mình muốn căng hai cái tiếng này khác nhau, để giả sử lúc mình đang quýnh tiếng clean này, nó âm thanh nó như vậy. Giờ mình chuyển sang mình quýnh solo, giả sử tới lúc giữa mình quýnh solo. Mình chuyển qua 04 này nó lại lớn quá. Nó không cân bằng. Nó không bằng thì lúc đó mình muốn sửa lại hai cái volume như thế nào thì anh em phải vào đây xét, anh em phải biết là đối với tiếng 04 này nó tạo ra từ thằng FX distribution này. Đó, thì trong đây giả sử mình dặn qua DS này thì anh em sẽ thấy nó có cái volume. À, volume này bây giờ mình muốn là tiếng nó hơi lớn quá, mình muốn giảm lại rồi. Ok, giảm nó về một tí. Hoặc là đó, anh em sẽ thấy từ đây volume này giảm thì mình coi nó nhỏ chưa. Giả sử chưa đủ nữa, hãy giảm một tí nữa. Rồi sau khi giảm xong rồi thì mình phải nhấn save lại để cho nó cái tiếng này với cái tiếng 05 nó là đều nhau. Giảm gì 04. Nghe ở mức độ tương đối là ok. Đó, cái đó là ở cái cách mình căng những hai tiếng tương tự, những cái tiếng khác cũng như thế thôi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ có mình nói về cái một cái nữa. Đó là về tiếng làm tiếng đó rồi, mình sẽ nói về bây giờ. Nếu anh em chơi ở nhà, mình quýnh qua em hoặc là bình thường thì mình sẽ vào đây ha, mình di chuyển qua này. Đây, cái nút cuối cùng bên đây các bạn sẽ thấy có chữ đó là system setting. System setting thì cài đặt hệ thống này thì mình qua mình sẽ thấy mình chỉ cần quan tâm tới volume, output và reset. Volume thì nếu mặc định của nhà sản xuất lúc mình mở lên volume nó sẽ là 12. Có nghĩa là volume out tổng của cái GE này ra là 12, giờ bạn muốn chọn max thì lên 20, hoặc nếu không thì để tầm 15, 16 hay bao nhiêu cũng được, bình thường không có gì hết. Rồi, bây đó là của về chức năng volume. Bây giờ mình không ấy thì mình cái nữa là output. Đây, mình chuyển qua output, nhấn vô thì mình sẽ có, nếu ở nhà chúng ta chơi anh em điện tập ở nhà quýnh qua amp bình thường thì mình chọn là two amp. Còn cái layout này là khi anh em đi show hoặc bất kỳ gì đó phải ghim qua mixer, không quýnh trực tiếp qua amp qua mixer thì anh em sẽ chọn qua nó là layout. Đó, thì để mình quýnh qua bên ngoài thì cái đó là của chức năng output. Rồi một cái nữa là chức năng reset. Reset này giả sử là lúc mình xài mà có bị lỗi gì đó
thì anh em sẽ nhấn qua đây, rồi reset thì nó sẽ quay trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất. Lúc đó chúng ta sẽ xét tiến lại từ đầu đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi còn bây giờ giả sử bây giờ anh em nói làm tiếng của những cái đó về cái cách thức trên đây hết rồi đó, bây giờ mình giả sử về làm tiếng, bây giờ mình cứ coi theo tiếng của nhà sản xuất. Tiếng nhà sản xuất giả sử có những tiếng gì rất nhiều, 80 tiếng đó, thì mình nghĩ anh em chỉ cần lựa ra tầm 4-5 tiếng là đã đi show ok rồi. Ví dụ mình nói cái tiếng này, tiếng Soret, giờ của nhà sản xuất nó ra làm sao, nó ra làm vậy. À, mình nghe tiếng này nó không hay gì hết thì mình muốn điều chỉnh nè, nó có là am, noise, EQ, mod, delay, reverb. Thì cái am thì mình không nói rồi, am này tạo tiếng clean mà, cái noise gate này để nhiễu này, EQ để điều chỉnh cái thông số đàn của bass chép middle của mình đó. Mod này nó đang là của Chorus. Bây giờ cái độ sâu nó deep quá, mình sẽ tinh chỉnh nó lại một tí chẳng hạn. Delay, giờ chọn delay nó là mình thích xài theo dạng delay nào, chẳng hạn mình chọn digital cho nó dễ, mình thích xài cái tiếng digital. Ok, cái này thì nếu mà đã chọn là Chorus thì mình nên chọn là đây nhà thờ, nó sẽ nghe cái tiếng nó long lanh hơn. Thì anh em thích tiếng nào thì mình cứ mình vô đó mình bọc thôi. Có khi cái tiếng của mình làm thì mình thấy hay, nhưng mà đối với anh em thì lại thấy nó dở. Thì mỗi người cái sao, mỗi người mỗi khác, cho nên là cái cách tốt nhất là mỗi anh em nên tự điều chỉnh theo cái ý thích của riêng mình. Sau khi mình điều chỉnh tí xíu thì anh em nghe cái tiếng nó long lanh liền. Giả sử lúc mình điều chỉnh tiếng này xong rồi mình muốn lưu lại, nhấn sao, đó là mặc định qua ưu vùng 6, mình không thích 06, mình thích nó 07, rồi ok 08 thì chẳng hạn, rồi ok mình để 08 và mình muốn lưu cái tiếng gì thì mình sẽ nhấn sửa ở đây thôi, rồi nhấn sao lại, thế là mình đã có được một cái tiếng dành cho riêng mình, đó là U06 là nãy nó như vậy. Giờ mình sẽ làm và nó thành là U08 đây. Rồi ok, còn một vài rồi coi như là hướng dẫn sử dụng anh em ở những cái tầm đó là ok. Anh em cứ có thắc mắc hay bất kỳ vấn đề đó có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở nằm ở góc mà.